vịnh Tokyo, điểm cuối của vịnh Tokyo ha. Dạ. Và chúng ta qua khỏi cái cây cầu này thì chúng ta sẽ đến với khu vực đảo nhân tạo Odaiba. Ai ngồi bên tay trái quay sẽ đẹp hơn. Dạ. Còn tay phải thì bên kia thì quay nó không thấy rõ. Dạ. Kia thấy được tháp truyền hình Tokyo Skytree, tháp lúc nãy mình vừa mới chụp ảnh xong. Dạ. Nên là sau này cái tháp cũ hôm qua mình đi đó nó bị mấy tòa nhà này nó cao nó chắn lại hết, thành là chức năng phát sóng không ấy được nữa. Dạ. Mấy cái tòa nhà bên kia thì mấy cái tòa nhà cao cao chứ mình thấy khoảng tầm 300-400 mét vậy đó. Nó cao qua khỏi cái tháp bên kia rồi. Dạ. Bên tay phải mình là cái đường được cao tốc mà đường